anh đã không có tiền rồi mà anh còn mua một đống đồ như vậy. Lương tháng của anh được bao nhiêu cơ chứ? Mua đồ không cần nhìn giá luôn. Anh nghĩ cái gì vậy? Chúng ta về nhà để nói được không? Anh đã sai mà còn không cho em nói nữa hả? Em yêu, anh nấu cơm xong rồi, chuẩn bị ăn thôi. Anh đừng có quậy em nữa được không? Anh có nấu món sườn xào chiên ngọt mà em thích ăn nhất nè, không ăn xương ngồi đó. Anh rảnh quá ha. Anh rảnh nên anh kiếm việc anh làm đi. Anh nhìn bạn trai của bạn em kìa, rồi anh nhìn lại anh coi. Không có chí tiến thủ gì hết. Ủa, dạo này bạn trai mày làm gì rồi? Anh ấy hả? Anh ấy luôn chỉ đủ mua đồ ăn thôi. Nên anh ấy ở nhà, giặt giũ, nấu ăn. Nói chung là làm nội trợ. Còn tao là lao động chính trong nhà. Cái gì cũng tốt mà. Thôi, không giống như bạn trai mày, nhiều tiền. Lúc nào giới thiệu cho bạn bè đi. Em ngồi đây, anh đi mua lấy cà phê nha. Tao cũng đi vệ sinh chút nha. Anh sao vậy? Em mới nói có mấy câu mà đã buồn rồi sao? Anh thấy chăm sóc cho gia đình cũng tốt mà. Không giống như những khuyết điểm mà em nói. Với lại, anh cũng đang nỗ lực kiếm tiền mà. Em chơi với bạn đi, anh về nhà. Anh! Thật ra là bạn trai mày là người tốt đó. Không có giống như bạn trai tao. Suốt ngày đưa tao tiền xài, không có nghĩ tới cảm xúc của tao gì hết á. Xin lỗi nha, anh đến muộn. Ủa, đây là bạn của em hả? Xin chào anh. Anh nhanh lên có được không? Con trai gì mà lề mề quá à. Ok, để tối nay anh chở bạn gái anh về rồi anh qua giúp em nha. Anh đang làm gì vậy? Chúng ta... Anh yêu thầm em 5 năm, theo đuổi em mất 2 năm. Bây giờ chúng ta yêu nhau 3 năm rồi. Không thể nào. Anh biết là tính em nó như vậy, nhưng mà em không có ý xấu. Anh thừa nhận á là em yêu anh, nhưng tại sao anh lại giữ cái tính xấu của mình cho người mà em yêu thương nhất chứ? Khi mà em lấy sự tôn nghiêm của anh ra, em giẫm đạp một cách không kiêng nể. Em có nghĩ rằng ngoài việc làm bạn trai của em ra, anh cũng có tôn nghiêm của một người đàn ông chứ? Anh đang đùa em đúng không? Buổi sáng thức dậy em đều có một ly sữa nóng ở trên đầu giường. Buổi trưa con muốn sườn xào chua ngọt mẹ yêu thích nhất. Buổi tối